បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការអេតឬក៏រីមូវអេដមីនបាទអេតឬក៏រីមូវអេដមីននៅក្នុង Facebook page បាទ2023បាទយើងនេះបាទគឺលក្ខណៈជា page profile ណាបាទជាលក្ខណៈ page profile អូខេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានចូលទៅក្នុង page របស់យើងហើយបាទ chẳng tầm ra bóng phôn thuốc ca châu từ khi phê cứ bóng phôn ai thuốc ca bà châu gọi là như tất hay dùng switch bia dọc thấy bà dương nà mùa dẫn á nè ok là cứ khi nhóm ban châu nửa lưu phê rồi bắt nhóm hai nè bạn chẳng làm bây thuốc ca châu từ khi remove được phê profile chẳng cứ bóng phôn nà bê bóng phôn châu nửa lưu phê bà dương chẳng hai dân nè cái nhé bà ok chẳng phải tọa máu cứ bông phổ nói chơi từ lúc biết thầm mình nê như máu bạn dương chơi từ lúc biết thầm mình nê như máu hay phải tọa mà tiết bông phổ scroll rồi một biết thầm even bạn cả vì muốn nó bây giờ viên mình còn update cứ dương ai khơi nơi cái này này cái đại thập phải giải sai hết nè bạn phải giải sai những cái tay đọc về bị update tất bật đọc phải giải sai nên nó thằng không nắng này trên tờ canh việc bật thì không nắng cứ dương chơi được không even này máu ok event đấy bà có tỏa mà thiết cứ bóng phôn cho được lại bị tập pay quality bà pay quality và tỏa lúc cứ bóng phôn là khơi bị tập pay asset hay bà pay asset bản chất là cái lại bị tập pay asset nó hay cứ chỉ cái lại là dùng tầm rạp thuộc cả remove được có add hay là admin thông mây cho pay bao nhiêu nữa nè bản chất là cái lại pay bọc nhầm nó cứ miền tại admin mùi đế này bà admin mùi thế chẳng tầm nào bọn con trong thuốc ca bình chỗ admin mấy cứ dương chơi từ lượt biệt thành nhiều ad nhiều ad nhiều đi tới nhá ad nhiều đi màu bạn chẳng bà sân chỉ bọn con sẽ mẹp trong thuốc ca remove cứ bọn con chơi từ lượt là cái anh tre bay bay ní admin là miền ở kháng không năng tới dương chơi biệt thành remove ở sân trên tầng nhá và remove sân tầng bạn chẳng biết ở đấy cứ miền tập năng thế thì mẹp dương thuốc ca ad được có remove admin mà cứ bọn con ai tạo là bọn tam vị trí xa này bạn bảo có chứ ra bạn.